tiếp tục quay cho các bạn xem xe cuốc càng dài, căn này xe 13 mét mấy rồi. Đây cũng khó quay các bạn, tại vì cây cối rất là nhiều, không có trống để đâu quay gì. Vô đây ở đây người ta gặp xe cuốc vô tâm mừng lắm các bạn, thì lấy đất lên. Linh nó gặn đây không? Linh à. Xe.
quá dữ các bạn. Xe nhỏ nhỏ vô mấy cái gạch này trúng bánh luôn. Phà dài kia. Dài chắc 13 mét các bạn ơi, cái phà này. Căng 13 mét mấy. Lắp gốc cây đi chú, lại vô lắp câu cây cái gì ở đây tầm mấy mét. Dạ. Giống vậy ông chồng giống vậy. Rửa lộ cái mới được. Rửa lộ vô. Không được hả? Ở đâu không? Trời ơi, dài dài nó đi dài dài vô luôn đó. Chắc không biết, nó múc nếu mà... Dạ, nó múc dài dài vô đó.
đá chưa? Chú con chờ đá dữ chưa? Dạ. Đây nữa nè. Ừ. Ừ. Bỏ về đây luôn nè. Bây giờ đây luôn. Dạ. Rồi mình xin kết thúc video nha các bạn.